Xin chào anh em, hôm nay bên em Hưng vừa được mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport nha. Đây là một mẫu xe 7 chỗ, máy dầu tự động đến từ thương hiệu Nhật Bản. Thì thiết kế của mẫu xe Pajero Sport phiên bản mới này cực kỳ đẹp anh chị nha. Thiết kế mặt ca lăng Dynamic Shield nè, những đường nét này rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn luôn. Thì mẫu xe Pajero Sport này thì anh chị nhiều khi thấy ít chạy ngoài đường nha, nhưng mà cái dòng xe này cực kỳ ngon anh chị. Anh chị thấy mà những xe mà của ngân hàng đa số là lựa của mẫu Pajero thôi, máy rất là khỏe nha và chạy rất là ngon. Xe mẫu mới trang bị là có đèn LED nè, rất là đẹp ha, cảm biến trước sau, rồi la răng phay nè, rất là đẹp ha, vỏ Bridgestone luôn. Những chi tiết mạ chrome rất là đẹp nha, như là vành cửa sổ nè, rồi tay nắm mạ chrome tích hợp tay nắm thông minh. Đấy, đèn LED thì thiết kế như mẫu xe Cadillac quý vị nha, nhìn rất là đẹp và mạnh mẽ luôn. Và chắc chắn là phải có thêm là cảm biến lùi nè, rồi cúp điện camera lùi nha anh chị. Đấy, đây là những cái option không thể thiếu trên mẫu xe này. Thì mẫu Pajero Sport hiện tại thì chỉ còn máy dầu thôi, máy dầu và tự động thôi nha anh chị nha, không có máy xăng và số sàn nữa, chỉ còn máy dầu tự động thôi. Con này thì nhập nguyên chiếc từ Thái Lan nha. Xe thì mới chạy 15.000 km thôi, thành ra là nội thất còn rất là mới nha, nguyên bản. Anh chị em nào đang tham quan mẫu, đang tìm hiểu mẫu xe này thì tham quan chiếc xe lướt này nha. Hiện tại giá nó rất là mềm anh chị, thời điểm lăn bánh anh chị bỏ cho chiếc xe này tầm khoảng đâu đó hơn 1.2 tỷ, nay chưa mới khoảng hơn 900 thôi là có xe rồi, mà mới chạy được đâu đó khoảng 5 thôi, 15.000 km nha, có lẫy số thể thao luôn nha anh chị, cực kỳ ngon. Phanh tay điện tử nè, rồi màn hình ha, đấy. Rồi thì anh chị em nào đang quan tâm mẫu xe này liên hệ em Hưng nha, chắc chắn là ngoại thất thì như mới, không khác gì xe mới cả nha. Mình sẽ tiết kiệm đâu đó được 300 triệu thời điểm này thì quá là ok luôn. Trường nỉ sạch sẽ, có điện 220 giống Everest này đầu hết nha. Tiêu hao nhiên liệu thì cực kỳ tiết kiệm anh chị. Chạy nhiều lắm là đi thành phố và kẹt xe đồi khoảng 11 lít thôi. Rồi, giá xe này em Hưng đang chào bán hơn 900 nha, và có hỗ trợ trả góp. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ em Hưng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé.